Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái project để mà xây dựng cái phần template website trong sử dụng Ring MVC. Thì tôi có một cái mẫu template như vậy. Hôm nay tôi sẽ có một cái mẫu template là cái web bán hoa như vậy, là cái flower shop. Đó. Thì tôi sẽ có cái giao diện như vậy và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn dựng được cái template này ở trong cái thằng Ring MVC. Thì tôi sẽ sử dụng Edit và tôi sẽ tạo ra một cái Maven Z, và tôi sẽ sử dụng cái Maven Z này để mà dựng lên cái template. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ vô một file và tôi chọn New, rồi tôi chọn Maven Z, rồi tôi click vô Real Simple Z, rồi tôi click vô Next, rồi cái group ID thì tôi sẽ cho cái domain của tôi chẳng hạn là con mận gỗ chẳng hạn, rồi cái artifact ID thì tôi đặt là Nation 2 chẳng hạn. Rồi Ring MVC chẳng hạn. Rồi VI template. Rồi cái version thì tôi đặt cái version là 1.0. Rồi cái packaging này thì tôi sẽ đặt cái file qua. Đó. Thì vì cái project của chúng ta là project web thì chúng ta sẽ phải compiler code ra là cái file qua thì chúng ta mới deploy cái file qua này lên server để mà chúng ta test. Thì ở trong môi trường localhost thì chúng ta sẽ deploy lên cái Tomcat. Đó, thì sau này khi mà deploy lên hosting thì chúng ta cũng sử dụng cái file này để chúng ta deploy lên cái server trên hosting của chúng ta. Rồi tôi click cho finish. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi vô cái folder etc này, main, rồi web app, rồi tôi tạo ra cái folder web imap. Rồi tôi click cho finish. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra cái file web XML, thì tôi sẽ click cho project và tôi chọn Java ET tool. Rồi tôi chọn generate deployment editor tab này. Đó thì bây giờ nó đã tạo ra cho tôi cái file web XML như vậy. Rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó các dependency cho. Thì cũng tương tự thì tôi sẽ nó có các thư viện là tương tự như ở cái Nation 1 này, cái video Nation 1 bài Ring MVC này. Các bạn có thể vô kênh YouTube của tôi và coi lại cái video về cái phần Ring MVC Hanover, cái bài 1 của tôi hướng dẫn ở đây. Tôi sẽ copy mấy cái file form của cái bài 1 qua. Tôi sẽ copy nó như sau. Thì ở đây tôi cũng copy cái phần này vô. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi copy cái thẻ dependency C này rồi. Tôi sẽ paste rồi. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ copy tiếp cái phần cái thẻ build này rồi. Rồi. Tôi cho sạch. Rồi thì tôi cũng giải thích lại cho các bạn một số cái thẻ. Thì những cái hướng dẫn này tôi cũng những cái thẻ này thì tôi cũng đã hướng dẫn ở cái bài Nation 1 Ring MVC này rồi. Nếu mà các bạn nào mà chưa coi cái bài Nation 1 này thì có thể coi lại cái video của tôi, nhưng mà tôi cũng giải thích lại để cho các bạn có thể hiểu sâu hơn. Thì ở trên này thì tôi có một cái thẻ property, thì ở đây thì tôi sẽ chứa các version, chứa các định nghĩa các version cho các thư viện của nó, và cái thư viện, cái version của cái thư viện mà để mà chúng ta compiler code thì chúng ta cũng nhập là 1.8, vì cái máy của tôi là tôi đang xài Zika 1.8 nên là tôi sẽ nhập cho đây là 1.8 để cho nó có thể compiler code với cái version này, nó biết được cái version mà chúng ta compiler là gì. Và ở dưới này thì các dependency thì chúng ta sẽ sử dụng khai báo lại cái version mà chúng ta muốn đã định nghĩa ở trên này, và chẳng hạn như cái thằng học chấm ring framework này, ring core này, thì bên trên này tôi đã định nghĩa cái thẻ là ring framework chấm version 4.3.13 như vậy. Thì cái việc mà tôi khai báo cái thẻ ở trên này như vậy, thì trên cái thẻ property như vậy thì nó rất là tiện lợi trong cái việc mà chúng ta có nhiều cái thư viện mà có cái cùng một cái version với nhau, thì chúng ta chỉ cần khai báo ở trên này và chúng ta sẽ review lại ở dưới này như vậy. Rồi tương tự thì nó cũng có lợi ích khác là khi mà chúng ta chẳng hạn như sau này mà chúng ta muốn cập nhật cái project của chúng ta lên một cái version mới,
thì chúng ta có thể dễ dàng thay đổi. Chúng ta chỉ cần thay đổi ở đây thôi là tất cả mấy cái thư viện ở dưới này nó sẽ thay đổi theo đó. Còn cái Maven Compiler suộc rồi Maven Compiler chúng ta kẹt thì tôi cho set là 1.8, bởi vì GDK trong máy của tôi là 1.8. Thì ở đây thì tôi có cái thẻ là build. Thẻ build này thì nó sẽ sử dụng là để cho chúng ta mục đích là phục vụ cho cái việc compiler code, và chúng ta sẽ sử dụng các câu lệnh để mà chúng ta compiler code ra cái file Go để chúng ta up lên server và để chúng ta test. Đó. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ video tôi chọn vô cái đồ Z và tôi chọn ma vật và tôi chọn update đồ Z. Update đồ Z này thì để thì nó mới download về cho tôi mấy cái file ra thì ở trong cái vô cái các bạn vô cái folder là Java Desuet này, rồi các bạn vô cái mục library thì hiện giờ thì cái nó chưa có mấy cái dependency thực hiện chúng ta, và đồng thời cái GDE system library thì hiện tại nó là đang ở version 1.5, tức là nó không có match với cái Java version của chúng ta là 1.8, thì tôi phải đi update lại để cho nó download mấy cái thư viện dependency về, và đồng thời nó cũng update lại cái GDE này thành 1.8. Thì tôi sẽ chọn vô đồ Z và tôi chọn Maven và tôi chọn update đồ Z, rồi tôi chọn OK. Rồi nó đang update lại đồ Z cho tôi. Rồi nó đã thực hiện xong. Thì tôi vô lại cái library. Đó thì bây giờ cái GDE system library nó đã chuyển thành 1.8 như vậy. Và cái Maven dependency thì nó đã tự động nó download các thư viện cho tôi như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn ở dưới cái folder mà main này, web app này, web VMS này, thì tôi sẽ đi tạo ra các folder khác. Thì đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra cái folder là content. Đó, thì cái trong cái folder content này thì tôi sẽ đi copy hai cái file config ở cái bài này nested một trên MVC này rồi. Đây tôi sẽ copy hai cái file này rồi. Thì tôi cũng giải thích sơ cho các bạn là qua về các bạn là nếu mà các bạn nào không xem video ở lesson 1 thì có thể hiểu. Thì ở trong này nó sẽ có các thẻ. Trên này là mấy cái tham số mặc định của thằng Vinh. Còn ở đây thì nó có thêm cái thẻ cái là context component ken, thì tôi có cái thuộc tính là bay bế kịch bằng com chấm mẫn ngố, tức là cái bay bế kịch này tức là một cái bế kịch mà các bạn có thể hiểu như là các bế kịch mà cơ bản để mà nó quét qua để mà nó lấy ra các thẻ pin ở bên trong đó, các Java pin ở trong đó để nó sử dụng đó. Rồi tiếp theo thì cái dispatcher servnet, thì cái dispatcher servnet thì tương tự thì tôi cũng có thêm cái thẻ là context component ken bay bế kịch bằng com chấm mẫn ngố chấm container, thì nó cũng ý nghĩa tương tự như ở trong cái vừa nãy đây. Rồi nó có thêm cái attribute là MVC annotation đây vần. Rồi nó lại có cái thẻ pin, nó cũng có cái thẻ pin để nó định nghĩa cái nơi nơi mà chúng ta sẽ lưu trữ các file view của chúng ta. Thì ở đây thì tôi sẽ có cái thẻ property và tôi có cái attribute là prefix này, thì cái value của nó là bằng cái folder duyệt cho cái folder web UMF duyệt view, thì nó sẽ tự động nó nhận biết được cái folder web UMF này. Rồi tiếp tục thì nó sẽ có thêm một cái folder view nữa, thì ở đây tôi cũng đi tạo luôn cho các bạn cái folder view. Đó, thì ở đây nó có cái folder view như vậy, thì khi mà chúng ta định nghĩa như vậy thì chương trình nó sẽ đi vô cái folder view này và nó sẽ tự động nó tìm kiếm những cái file zip của chúng ta trong này. Rồi chúng ta sẽ định nghĩa cái suffix là .gp, thì tức là nó chỉ trong cái folder view này nó chỉ đọc ra những cái file mà có cái .gp thôi. Tiếp theo thì tôi cần thêm một cái file nữa là cái file decorator app.xml này, thì cái file này tôi sẽ sử dụng để mà định nghĩa để cho sử dụng cho cái việc mà chúng ta định nghĩa cái đường dẫn để mà chúng ta sử dụng trong cái template của chúng ta. Thì ở trong này thì tôi định nghĩa như sau, thì tôi sẽ có một cái thẻ decorator name là bằng user, tức là tôi cái page thì tôi sẽ chọn đến cái page là template user.jp. Rồi pattern thì tôi sẽ có cái pattern là duyệt trang chủ chẳng hạn, tôi ví dụ là duyệt trang chủ. Đó, chẳng hạn như sau này mà các bạn
có thêm một cái template nữa là template admin chẳng hạn. Web thì thường thường nó sẽ có hai phần là template user và template admin chẳng hạn, như là đây là cái template tôi sẽ sửa lại chỗ này thành là admin, rồi cái chỗ page này thì tôi sẽ sửa lại template admin chẳng hạn. Đó thì là cái đường dẫn thì tôi sẽ là duyệt admin chẳng hạn, button duyệt admin. Đó thì để mà sau này nếu mà các bạn nào muốn làm thêm cái template admin thì các bạn cứ tự định nghĩa ra như vậy. Đó. Cái này thì bữa hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần edit layout user cho người dùng thôi, nên là tôi sẽ comment cái chỗ này lại. Rồi tiếp tục thì trong cái folder src duyệt main duyệt java này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái package là com.controller. Rồi chấm user đi. Rồi tôi click vô finish. Rồi tôi sẽ đi tạo ra một cái class là bằng chẳng hạn như là home controller chẳng hạn. Rồi tôi click vô finish. Thì tôi sẽ đi quay lại cái bài này thì tôi sẽ copy một số cái cho nó nhanh. Ở đây thì bài này thì tôi sẽ copy cái này. Tôi sẽ paste nó vào cho nhanh. Rồi tiếp theo tôi copy luôn cái phương thức này. Rồi. Thì tôi cũng giải thích qua về mấy cái thuộc mấy cái docs rồi mấy cái attribute mấy cái allocation trong này. Thì ví dụ như ở đây thì có cái allocation controller thì tôi để thêm nó cho như vậy, thì tức là tôi muốn định nghĩa cái home controller này nó là một cái controller. Đó. Rồi ở đây thì có cái allocation web mapping để mà chúng ta định nghĩa cái đường dẫn cho cái web của chúng ta duyệt cho cái trang chủ này. Rồi cái request method là get vì chúng ta muốn get data này. Rồi ở bữa trước thì ở bài này tôi có một cái file là index, thì tôi copy cái file này và tôi sẽ bỏ vô cái folder web IMS. Tôi sẽ để cho cái folder web app chứ. Đây, các bạn nhớ là để cái file index này ở folder web app. Thì ở trong này tôi có một cái khai báo một cái thư viện sử dụng một cái thẻ để mà sử dụng cái thư viện của thằng GSTL Secure như vậy. Và tôi có cái thẻ là CDirect và URL bằng xuyệt trang chủ như vậy. Thì khi mà nó cái file này cái file mặc định để mà chương trình web nó loát lên ban đầu mới khởi động lên thì nó phải có một cái, nó phải tại vì ở trong một cái project web thì nó có thể có rất là nhiều cái trang khác nhau với các URL khác nhau, thì ở đây thì tôi sẽ định nghĩa ra cái URL mặc định mà chúng ta muốn tạc lên cho người dùng khi mà người ta mới vô cái trong web của ta, thì chúng ta sẽ direct họ đến một cái trang mặc định là cái trang chủ mà chúng ta sẽ muốn show lên cái UI cho người dùng người ta xem. Thì đây là cái ý nghĩa của cái file index.jp này. Đó. Rồi tiếp tục thì ở trong cái trang view này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái folder là user. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ tạo ra một cái file zip là home.zip. Rồi tôi click finish. Thì đầu tiên thì tôi cũng có một cái thẻ H1. Tôi kêu là thêm cho cái nội dung là home page mặc định thì mới đến đầu thì tôi để như vậy đi. Và cái chỗ này thì tôi sẽ sửa lại là thành là user set home. User tức là chúng ta sẽ chuyển cho cái folder user này và chúng ta sẽ có cái file là home, thì chúng ta sẽ lấy cái file home này ra. Rồi tiếp tục thì trong cái folder web app này tôi sẽ đi tạo ra một cái folder là asset. Asset này tôi sẽ sử dụng để mà chứa các file như là CSS rồi file jQuery, thì tôi sẽ chứa trong cái folder asset này. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là cái folder decorator.
rồi tôi nick cho Phoenix. Thì trong cái folder decorator này thì tôi sẽ tạo ra một cái file zip là tôi đặt tên là template chooser, rồi tôi nick cho Phoenix. Theo thì trong cái folder web app này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder là common. Common tức là chung, thì tức là những cái file mà nó xài chung á, thì tôi muốn để trong cái folder này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra một cái file là file tạp nip.zp. Thì cái file này thì tôi sử dụng để chứa các file. Thì trong một cái chương trình thì chúng ta có thể có nhiều cái thư viện khác nhau, thì tôi sẽ để nó vô chung vô cái file này để cho tiện cho cái việc mà chúng ta sử dụng. Thay vì chúng ta ví dụ như cái file cái thư viện là GSTL Secure này, mà chẳng hạn như chúng ta lại khai báo ở chỗ này, trong cái phần template chooser này chúng ta cũng khai báo, rồi trong trang home này chúng ta cũng khai báo tiếp, thì như thế nó rất là bất tiện trong trường hợp mà chẳng hạn như chúng ta có rất là nhiều các thư viện khác nhau nữa. Đó, thì chúng ta chẳng hạn như chúng ta có 5-10 cái thư viện, thì chúng ta chỉ việc import cái file đó thư viện vô đây, và ở bên các trang còn lại như là trang template chooser hoặc là trang home.zp thì chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ là a cộng inode để chúng ta import cái file thạc nip.zp này rồi. Đó thì hôm nay thì tôi sẽ sử dụng cái thư viện GSTL Secure và cái thư viện của thằng decorator, thì tôi sẽ cần sử dụng cái thư viện sau của thằng decorator, thì tôi sẽ copy cái chỗ này vô để mà chúng ta khai báo và chúng ta sử dụng cái thư viện của nó. Rồi thì ở bên này thì tôi sẽ sử dụng nó, thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ có phần trăm a cộng input. Thì trong cái này thì tôi sẽ có cái attribute là file và bằng, thì tôi sẽ duyệt vô cái folder là common, rồi duyệt tiếp vô cái file là tạp lib.zp. Đó thì tôi khai báo như vậy thì tôi sẽ sử dụng được import như vậy thì tôi sẽ sử dụng được cả hai cái file thư viện ở trong này luôn. Rồi ở cái trang home này thì cái title thì tôi sẽ sửa lại chẳng hạn như là trang chủ chẳng hạn. Rồi trong cái template user này thì tôi chẳng hạn như là tôi có cái thẻ H1 ở trên này. Tôi chẳng hạn như tôi cho nó cái nội dung là header chẳng hạn. Rồi tiếp tục thì tôi có cái thẻ là HR chẳng hạn. Thẻ BR đi. Rồi tiếp tục thì tôi lại có cái thẻ BR. Rồi chẳng hạn như là ở đây thì tiếp tục thì tôi có một cái tôi sẽ khai báo với thằng DAC, tôi sẽ khai báo với thằng DAC và tôi sẽ khai báo là body tức là cái phần mà thay đổi. Thì cái DAC này là cái thẻ mà chúng ta qua đi decorator thì tôi đã khai báo ở đây, thì tôi sẽ khai báo DAC đây mà DAC 2.body ở đây, để mà tôi có thể, tại vì cái phần body là cái phần mà nội dung của website, ở đây thì nó sẽ có cái phần như là như cái website này, cái template này thì nó có cái phần menu header ở trên này, rồi cái phần từ cái phần menu sidebar, rồi phần canadial slider, rồi xuống tới cái phần này là phần body, còn cái phần bên dưới này là phần footer. Đó thì cái phần body này thì nó thay đổi qua các trang khác nhau thì nó sẽ thay đổi đó. Rồi tiếp tục thì ở bên dưới này thì tôi sẽ có cái thẻ là HR, thì tôi sẽ tượng trưng làm tượng trưng thôi. Rồi tiếp tục thì tôi có thẻ H1, thì ở đây chẳng hạn như là tôi cho là footer chẳng hạn. Đó rồi bây giờ thì tôi sẽ đi thực hiện build cái đồ Z để ra vay khoa và tôi sẽ deploy nó lên cái server Tomcat của tôi. Đó thì khi mà tôi deploy ra thì cái file qua nó sẽ nằm ở trong cái folder target này. Đó hiện giờ thì nó chưa có cái file qua, thì bây giờ tôi sẽ đi build nó. Cái này thì tôi sẽ chọn vô đồ Z và tôi chọn show in terminal. Đó
Và tôi sẽ chọn là tôi sẽ có lệnh là npm in install. Rồi tôi nhấn enter. Đó, thì bây giờ nó đang thực hiện cái build cái project của tôi đang bay qua cho tôi. Đó, nó đã build success. Và bây giờ tôi sẽ quay lại cái folder target và tôi refresh này. Tôi sẽ refresh đó. Đó thì bây giờ nó đã có ra cho tôi phát sinh ra cho tôi cái file qua như vậy. Và tôi sẽ đi deploy cái file qua này tên server Tomcat. Đó thì máy các bạn nào mà chưa có server Tomcat thì hãy cài đặt Tomcat cho cái server của các bạn. Thì các bạn cũng có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Thì tôi đã có những cái video hướng dẫn về cài đặt Maven cũng như là Tomcat. Thì tôi đã quay và up lên đây rồi, thì các bạn có thể vô đây và xem lại để mà cài đặt Tomcat cũng Maven. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi run project ở trên cái Tomcat ở trên máy của tôi. Tôi chọn project và tôi chọn vô run app, run on server. Next. Rồi click finish. Thì nó báo là 4.4 nó fail. À thì cái lỗi này là do trong cái file web XML này thì tôi chưa định nghĩa cho nó. Thì tôi sẽ đi copy mấy cái định nghĩa ở trong cái bài mission 1 này. Trong cái web XML này thì tôi đã định nghĩa rồi. Thì tôi sẽ đi copy mấy cái thẻ này qua cho nó nhanh. Đó thì tôi sẽ copy và tôi cái chỗ này thì tôi sẽ bỏ đi và tôi paste lên như vậy. Đó thì tôi quên mất là tôi chưa có mấy cái thẻ cấu hình này. Đó. Rồi tôi go save. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi build lại project. Cái này tôi sẽ top server này. Đó, tôi sẽ đi build lại project. Rồi nó đã build lại success và bây giờ tôi sẽ đi deploy nó lại. Rồi cái cho finish. Đó. Thì bây giờ nó đã hiện ra được cái giao diện cái trang web của chúng ta như vậy. À, nhưng mà cái phần này, cái phần template này thì nó template user này thì nó chưa hiểu. Tôi sẽ đi kiểm tra nó lại. Thì tôi sẽ đi vô cái mục decorator s này. À nó chưa hiểu được cái decorator s này là bởi vì ở trong cái file web email này thì tôi còn thiếu cái định nghĩa cho nó để cho nó biết được là nó khai báo để cho nó biết được cái file chúng ta sử dụng để mà chọn lấy cái file template user này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ cần thêm các thẻ như sau. Thì tôi sẽ thêm cho một số cái thẻ của SiteMap này để mà chúng ta cần fix để cho nó sử dụng được cái template, sử dụng cái thư viện của SiteMap thì chúng ta cần phải thêm các thư viện như sau. Thì tôi sẽ thêm vào đây. Đó thì tôi sẽ cần thêm cho nó một cái hai cái attribute là filter và filter mapping như vậy. Đó, để mà nó hiểu sử dụng được cái thư viện của SiteMap decorator và nó sẽ xác định cho chúng ta cái file template mà nó cần sử dụng. Mà chúng ta đã định nghĩa ở trong cái decorator s.xl này. Đó, thì tôi còn thiếu mất cái này. Rồi tôi sẽ click cho save. Rồi, bây giờ tôi cũng sẽ build lại đồ set. Rồi tôi cũng run project. Rồi tôi vô Philip. Nó này là báo cái nỗi 4.4 nó fail. Tôi sẽ đi kiểm tra thử. Tôi sẽ đi đọc cái console log này. Báo là exception testing filter SiteMap
tôi sẽ đi kiểm tra lại thử. Thì nó bị lỗi là do ở trong cái file bom của tôi còn thiếu mất một cái thư viện nữa. Thì để mà sử dụng được thằng SciMed thì tôi cần phải khai báo cái dependency của thằng SciMed decorator ở trong này. Đó, thì tôi sẽ đi khai báo nó như sau. Đó, thì các bạn nhớ phải khai báo thêm cho nó một cái dependency như vậy nha. Đó, rồi tôi cho save và tôi cũng đi chọn update này rồi z. Sẽ dùng Maven chọn update rồi z để nó download cái file thư viện SciMed decorator cho tôi. Thì tôi sẽ dùng một library. Đó thì bây giờ nó có thêm cái thư viện là SciMed 2.4.2 cho tôi như vậy. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi build này đồ z. Rồi tôi sẽ đi tạt cái đồ z đi. Rồi chọn cái net, cái on server. Net, finish. Ok. Nó vẫn not found thì tôi đi kiểm tra log tiếp. Rồi coi console thì nó không có cái log error gì. Có lẽ là do cái file này của tôi nó build chưa có đúng. Tôi sẽ xóa cái file này đi và tôi build lại. Rồi tôi sẽ build lại. Rồi, bây giờ tôi sẽ gần lại đồ Z. Chọn run on server. Báo là lỗi 500, bây giờ nó lại là cái lỗi khác. Thì nó báo là file template-user.jp dòng 15. Tôi sẽ đi kiểm tra lại. Thì lỗi là do chỗ này tôi có khoảng trắng, cái này tôi bỏ cái khoảng trắng đi thì nó mới đúng. Tôi cho save. Rồi bây giờ tôi sẽ biên dịch nó lại. Tôi sẽ compile lại code. Rồi, nó compile lại rồi thì bây giờ tôi sẽ run lại đồ Z. Rồi, bây giờ nó ra được cái trang template user cho tôi như vậy. Đó. Như vậy là nếu mà các bạn nào mà chưa lên được như vậy thì các bạn xem lại mấy cái bước mà tôi hướng dẫn, quay lại coi lại cái video để hướng dẫn để làm cho nó ra được như vậy. Và tiếp theo thì tôi sẽ đi copy mấy cái file HTML ở trong cái file template này vô cái trang template user của tôi.